Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hoàng Long Family và xin chúc các bạn một ngày tốt lành. Cũng đã lâu quá rồi là hai em rùa nhà mình cũng không được lên sóng này để chia sẻ với các bạn là tình hình sức khỏe của hai em rùa nhà mình là nó như thế nào rồi. Bởi vì là thời gian trước đây thì cái chuỗi video về rùa biển kia mình thấy nó hay quá thì cho nên là mình muốn làm liền luôn. Nên là bây giờ hai em rùa nhà mình mới có cơ hội để quay trở lại màn hình đây. Đây là khoảng thời gian cuối tháng 10 này, những ngày nắng cuối cùng của cái mùa đông 2022 này rồi, chuẩn bị bước vào những cái tháng ngày gọi là rét mướt của cái mùa đông miền Bắc này. Bạn nào ở Hà Nội thì sẽ trong cái thời điểm mà bạn đang xem video này thì sẽ cảm nhận được là nó sẽ lạnh như thế nào rồi nhá. Trời thì mưa sụt sùi. Còn những cái hình ảnh này thì mình quay vào hồi cuối tháng 10 cơ. Mình sẽ tận dụng tất cả những cái điều kiện để gọi là tầm bổ cho chúng nó trước khi bước vào mùa đông. Tranh thủ tắm nắng, tranh thủ cho ăn, vân vân. Như ở video trước thì mình có chia sẻ với các bạn là cả hai em rùa nhà mình thì nó đang lột mai nhá. Thì tới thời điểm này thì hai đứa nó vẫn chưa lột hết đâu, chưa xong. Mai vẫn bong. Chưa lột mai xong của năm nay đâu. Em cổ sọc thì vẫn cứ là cái việc lột mai của nó thành những cái vảy rất nhỏ như thế này nhé. Cái miếng này to nhất có thể nhìn thấy được này. Còn những cái miếng khác thì nó nhỏ lắm. Còn tai đỏ thì vẫn cứ là cả mảng giống như thế này. Hai cái miếng ở đuôi phía rìa cuối mai này thì nó vẫn chưa bong ra hết này. Suốt từ cái hồi đấy luôn, khoảng 2 tuần rồi. Từ lúc đấy đến thời điểm này là 2 tuần nó vẫn chưa bong hết cái miếng đấy. Ngoài ra thì những cái miếng mai khác thì nó vẫn tiếp tục bong. Rồi và thực đơn để chuẩn bị cho cái mùa đông rét mướt này cho hai em nó chính là cái món quen thuộc thôi, là món cá rô đồng mình tự nuôi ở nhà trong cái hệ aquaponic kia. Cá lên mổ rồi là cho chúng nó ăn luôn, rất là tươi ngon. Và con cá hôm nay mình mổ thì là con cá cái nhá. Thấy có một cái buồng trứng rất là to như thế này. Cái buồng trứng của nó thì nó lại chia thành hai cái bọc. Cũng vừa vặn là mình có hai em rùa, mỗi đứa sẽ được một bọc mà ăn. Mình nghe nói là cái trứng cá này thì nó có hàm lượng lipid, nghĩa là mỡ đấy, cũng khá là cao. Nhưng mà cái chất bổ của trứng cá thì nó cũng rất là nhiều, có nhiều khoáng chất nữa, vitamin nữa. Thế cho nên là mình vẫn quyết định là dù nó có nhiều mỡ nhưng mà mình vẫn muốn cho chúng nó ăn, vẫn muốn cho rùa nhà mình ăn. Sau một cái buổi chiều mà phơi nắng tĩ tã như vậy rồi ấy, thì là mình đoán là hai em nó sẽ rất là đói đây. Mình sẽ cho chúng nó ăn trứng cá trước. Bởi vì là mình đoán là cũng giống như người thôi. Nếu mà ăn no rồi thì mà ăn trứng thì nó sẽ bị đầy bụng. Cho nên là mình sẽ cho hai em nó ăn trứng cá trước. Để nó tự điều chỉnh cái việc là lượng no của chúng nó như thế nào. Đấy, chúng nó tranh nhau rồi. Rất đói rồi đây. Cũng có nhiều bạn là có nuôi chung tai đỏ với cả là cổ sọc với nhau. Có hỏi là hồi bé hay là bây giờ chúng nó ăn có tranh nhau không? Chúng nó có cắn nhau không? Thì câu trả lời của mình từ hồi bé là có cắn nhau nhá. Tranh ăn. Cứ đuôi của nhau mà tợp thôi. Còn lớn lên rồi thì tự nhiên chúng nó lại ngoan ngoãn hơn, nó không cắn nhau nữa mà chỉ tranh nhau ăn thôi.
gọi là gây gổ với nhau một tí, chứ không có gọi là tấn công nhau như kiểu ngày xưa nữa. Ngày xưa chắc là chưa quen nhau, bây giờ thì là ở lâu với nhau thì nó cũng thân nhau rồi. Thế cho nên là các bạn nào mà nuôi rùa mà bổ sung thêm rùa mới vào trong bể, hoặc là nuôi kết hợp ở trong bể cộng đồng ấy, thì nên chú ý một vài những đặc điểm như sau này. Thứ nhất là nếu mà rùa mà có kích cỡ khác nhau mà thả chung vào một bể thì nguy cơ cắn nhau rất cao, vì là con to nó sẽ bắt nạt con nhỏ giống như người thôi. Ngoài ra thì nếu mà có trường hợp nào mà để hạn chế được cái vấn đề đấy không, thì cũng có hạn chế được thôi chứ không phải là loại bỏ được hẳn, đó là thay đổi cái khung cảnh của bể, hoặc thậm chí là thay luôn cái bể mới. Thì cả rùa lớn lẫn rùa nhỏ vào một cái bể mới đấy thì chúng nó sẽ tập trung sự chú ý của nó vào việc là đi khám phá cái bể đó, cái môi trường lạ, thì nó sẽ đỡ đánh nhau hơn, đỡ cắn nhau hơn, vì chúng nó còn mải là làm quen và làm chủ cái bể mới đó. Đây này, cho ăn hai cái buồng trứng kia xong là trên mặt nước toàn là mỡ luôn. À mà cũng không hẳn là mỡ, nó còn có cả những cái quả trứng lẻ lẻ nó nổi lên nữa, nhưng dù sao thì vẫn có mỡ. Đây là những cái quả trứng mà nó bị vỡ ra ở trong cái buồng trứng kia, nó trôi ra đây nhiều lắm. Trứng cá rô đồng nó rất là nhỏ lên này, mình chưa biết là cái cỡ này là nó đã chuẩn bị đẻ hay chưa, chắc là chưa đâu, mấy cái quả trứng nó nhỏ lắm. Hai em rùa nhà mình thì vẫn đang miệt mài ăn nhá, ăn gần hết cái hộp thịt cá kia rồi. Ngày hôm nay thì mình chỉ làm cho nó hai cái miếng phi lê ở trên lưng của con cá rô đồng kia thôi, chứ không cho ăn hết cả con đâu. Chắc là phần còn lại đấy là ăn 2 hay 3 bữa nữa là hết rồi. Không biết là có kịp ăn trước khi mùa đông lạnh đến hay không thôi. Rồi, ngoài thực đơn là thịt ra thì thỉnh thoảng mình vẫn cho chúng nó ăn cám nhé, cám cá hoặc là cám rùa, có cái gì cho ăn ấy, nhưng là để bổ sung thôi. Còn cái phần chính, thức ăn chính còn lại đó chính là rau xanh thì mình cho nó ăn những cái thứ rau mà mình nuôi, mình trồng ở cái bồn aquaponics kia thôi. Cá thì ở bên dưới, còn rau thì ở bên trên. Hiện tại thì đang là thời tiết là 17 độ C rồi, bắt đầu lạnh dần rồi. À, đây là chân dung của cái cây cà chua sau 2 tháng mình trồng này. Từ lúc nó mới được có hơn 1 gang tay đến bây giờ là nó cao quá, lên đến tận trên nóc rồi. Cái cà chua này thì mình muốn thử nghiệm xem là trồng ở hệ aquaponic ở trên ban công thì nó có ra quả được không. Thì kết quả là có ra hoa rất nhiều, nhưng mà đậu quả thì ít lắm, mới được có 1-2 quả thôi. Đây là quả đầu tiên này. Hoa thì nó mọc khắp nơi, cả trên cao lẫn dưới thấp nó đều có hoa. Mình đã bấm ngọn hết những cái ngọn cây của nó rồi, để nó tập trung nuôi hoa và nuôi quả thôi, để cho năng suất cao hơn. Nhưng mà thực tế là năng suất nó vẫn không cao lắm, quả thì mới chỉ đậu có 1-2 quả thôi. Cà chua mình trồng thì lá thì sẽ để cho rùa ăn, còn quả là chỉ để cho người ăn. Ngoài ra thì có cái món trước đây của nó vẫn rất là thích, đó chính là cây húng chanh này nhé. Mình đã trồng cây này được hơn 1 năm nay rồi, thỉnh thoảng vẫn vặt ra để cho rùa ăn. Thực đơn hôm nay thì rau xanh của hai đứa chúng nó sẽ là ngọn và cành non của rau cà chua, của cây cà chua. Mỗi bữa thì mình sẽ hái khoảng 2 đến 3 cọng để cho nó ăn dần, trong vòng 1 đến 2 ngày thì mới hết. Hôm nay thì Hà Nội đã trở nên rét lắm rồi, 3-4 hôm nay đều có cái nền nhiệt độ là khủng khiếp luôn. Đây cho các bạn xem nhiệt độ này, Hà Nội bây giờ đang là 15 độ C nhá, lại còn mưa nữa, rét tê tái luôn. Hai đứa chúng nó thì mình mang vào trong nhà,
và bật sưởi để cho chúng nó có thể đủ nhiệt lượng duy trì qua mùa đông này. Mình sẽ không để cho hai đứa nó ngủ đông đâu nhá, bởi vì mình đang muốn thử nghiệm xem là mùa đông mà cung cấp sưởi để cho nó thức và vẫn cho ăn uống bình thường thì nó sẽ tăng trưởng lên bao nhiêu, dài bao nhiêu, nặng bao nhiêu nhá. Bởi vì là mùa đông lạnh lắm, thế cho nên là mỗi một lần mình bật sưởi lên nhá là hai đứa nó không biết là nhìn thấy hay là đã quen rồi, nên là chúng nó bò lên cái chỗ địa điểm sưởi ngay. Em tai đỏ nhà mình thì ngày xưa là bị liệt cái chân trái nhá, nên là các bạn có thể quan sát thấy là nó vẫn hơi gọi là chưa được thành thục lắm về cái việc là sử dụng chân trái để bò. Mình vẫn phải hỗ trợ nó khi mà bò lên trên cái bậc cao như thế này. Đây cái chân trái đây. Trước đây nhá là lúc nó mới phục hồi lại ấy, là nó vẫn còn hơi lết lết cái chân cơ, không gập được bàn chân, không gập được cái khuỷu chân đấy. Còn bây giờ thì có thể co duỗi gập được rồi. Nhưng mà có vẻ là cái lực của chân nó vẫn còn hơi yếu. Còn em cổ sọc này thì rất là thích chui rúc nhá. Ngày xưa cái video mà hồi mình thu hoạch cái cây mồng tơi ấy, thì là có một đám rau ở bên dưới nền như thế là cậu chàng là chui vào và chạy bò khắp nơi. Có vẻ nó rất là thích cái món rau. Cái kỳ kiểm tra sức khỏe lần trước thì kết quả của hai em nhà mình đó là em tai đỏ thì do nó đẻ trứng nhiều, thế cho nên là cả kích thước lẫn trọng lượng thì nó không tăng tí nào. Từ hồi tháng 4 đến hồi tháng 10 là nửa năm, 6 tháng, nó không thay đổi tí nào, không tăng, không giảm. Vẫn là size 16 và nặng là khoảng 650g. Còn em cổ sọc nhà mình thì chỉ có ăn với chơi thôi nên là nó lớn lên. Trong 6 tháng thì nó lớn lên được là 330g và lên là size 12,5. Tăng 100g và 1,5cm chiều dài kích thước mai. Đây đến cuối buổi chiều thì mấy cái ngọn rau biến mất rồi, chỉ còn lại mấy cái lá thôi. Gọi là cọng và ngọn là nó tẩn hết rồi, cả hai đứa đều ăn. Và đây là hình ảnh của tai đỏ khi mà bắt đầu nhòm thấy thức ăn nha. Mình sẽ trong thời điểm này thì mình sẽ chỉ cho chúng nó ăn cám cá, cám rùa thôi, vì là để cho nó dễ tiêu, chứ hạn chế cho ăn thịt, chỉ cho ăn rau và cho ăn cám cá thôi, để cho nó dễ tiêu hơn, để tránh trường hợp là nếu mà rùa nhà bạn mùa đông mà bị thiếu nhiệt lượng ấy thì nó sẽ không có tiêu hóa được tốt đâu, không tiêu hóa được thì đúng hơn, tiêu hóa chậm, và như vậy thì thức ăn ở trong dạ dày của nó, trong ruột của nó sẽ bị hỏng đi, không tiêu hóa kịp nó sẽ hỏng đi và sẽ gây ra bệnh cho rùa, bệnh ở trong nội tạng của rùa. Nên là mùa đông lạnh thì cho ăn mấy cái món mà nó dễ tiêu thôi, đừng cho ăn thịt. Để xem là cái kỳ mùa đông này mình vẫn cho chúng nó thức và cung cấp nhiệt lượng để cho chúng nó ăn, thì xem là cái tốc độ phát triển của nó có chênh lệch hoặc là nó có khác, hay là nó có đặc điểm nào khác so với cái việc là cho ăn vào mùa hè, nuôi vào mùa hè hay không nhá. Và video này đến đây là hết nhá. Các bạn có thể xem các video khác của mình qua hình thú nhỏ dưới đây. Đừng quên ấn subscribe và nút chuông thông báo để đón xem những video mới vào 8 giờ tối thứ hai hàng tuần. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.